lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra thì các bạn nhớ kích vào nút đăng ký và kích luôn vào cái chuông để không bỏ lỡ tất cả những video mới từ channel của mình nhé các bạn. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft chúng tem và gà. Ôi gà ơi, đổi skin gà ơi, em đang cái skin gì á? Này, ngày hôm nay mình cùng với TL với lại Tô Gà sẽ đến với một cái thể loại chống tìm mới. Đố các bạn biết, đố các bạn biết ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi cái gì? Đó chính là Talking Angela. Kinh dị chưa? Thì cái cách chơi này nó cũng khá là đơn giản. Thì trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên là cho tụi mình một like, một share cũng như một cái đăng ký. Và đừng quên là kích vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất và sớm nhất từ video của tụi mình nhé. Ngoài ra thì nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục cái chống tìm với ai nữa, hoặc là các bạn gọi là thích mình chống tìm với cái gì, thì nhớ comment ở phía dưới cũng như để lại cho mình 2000 like để mình có động lực làm tập tiếp theo nha. Và đừng quên là Trang ủng hộ tao là cũng như là câu gà. Bây giờ chính là 3 giờ sáng. Và cách chơi của chúng ta là một người sẽ giả thành Talking Angela, sau đó trà trộn. Không có được đánh. Ai đánh vậy? Không được. Đừng. Spawn boy. Ok, thì sẽ dễ dàng trà trộn vô trong đống NPC kia. Còn mình đi tìm, những người đi tìm chỉ có 3 lượt chọn. Nếu như 3 lượt mà không tìm ra thì sẽ bị ăn thịt. Thời gian đi trốn cho tờ L chuẩn bị bắt đầu. Ủa sao có mình em hả? Để đếm luôn, chỉ có một mình em thôi. Hãy trà trộn vào đi. Kiếm một hả? Yes. Nhưng mà nếu mà tụi anh mà không kiếm ra em trong vòng 5 phút thì em sẽ chiến thắng, kiểu giống như em có thể TB tới giết tụi anh luôn, hiểu không? Mà em không có kiếm sao thì sao ấy? Thì em quay lại lấy kiếm đi, ai biểu em không lấy kiếm. Đúng rồi. Để vậy em quay lại lấy kiếm cái nha, xí hộp. Ai cho lấy cái đuốc ở đây vậy? Tối quá hả? Đúng rồi, tối quá. Hình như xí mê. Thấy rồi, thấy rồi, nghe ơi. Ok. Ủa nhưng mà trong lúc em đi trốn vậy em có được giết anh ông không mà phải không? Không, em phải là người trốn cơ. Em là Angela. Ủa bà về sáng mà sao mặt trời mọc rồi? Tại sao mặt trời lại mọc? Không, nó đứng yên rồi. Kỳ vậy? Mặt trời đứng yên rồi. Không sao. Đúng rồi, 3 giờ sáng là mặt trời gần mọc mà. Đúng không? Rồi, nên nhú luôn. Nhú. Ê, lỡ đây rồi. Phải. Ê, từ thôi. Chỉ có 3 lượt thôi. Nếu mà em mà không, em chỉ có 3 lượt chém. Nãy giờ em chém 2 con rồi đúng không? Đúng rồi. Gì nữa? Em chém 2 con. Kiếm em còn 1 lượt đó là hư rồi. Kiếm anh còn 3 lượt. Phải chắc chắn là tờ lời, hiểu không? Mình mới chém chứ còn không thì mình đừng có chém. Cho đúng nha. Chui đây được không? Không được. Không vô nhà được. Ôi, cái map này hơi rộng á. Angela ơi, bắn pháo bông đi. Giết pháo bông. Cho Angela pháo bông đi gà. Cho Angela bắn pháo bông đi. Angela pháo bông. Không chỉ có một cái vậy. Cho Angela 64 cái để cho Angela bắn pháo bông. Angela đâu rồi, cho bắn Angela. Angela bấy bì. Sao chưa bắn pháo bông đi Angela? Bắn rồi. Anh thấy bên này nè. Có đâu? Cái gì đâu? Bắn rồi đó. Mày thấy Angela bên này nè. Angela bên này nè. Anh cũng nghi. Angela bên này. Rồi luôn, em phải đi theo anh, em đã gọi là em đã. Còn 2 phút nữa các bạn ơi. 2 phút rưỡi nữa. Nghe tiếng. Đâu đi theo anh, chỉ anh. Đi đem chỉ đường cho. Ủa em nghi là thằng này nè. Ủa phải không ta? Sao cái này? Không phải, nó chạy nó quay mặt lại mình mà. Sao được? Anh sợ mình đúng không? Angela bắn pháo bông đi. Angela không chịu bắn pháo bông gì hết thiệt luôn á. Angela. À, đây. Rất là easy các bạn ơi. Thấy chưa các bạn? Thấy vậy là thì cái
cái trò này cực kỳ đơn giản được. Ok thì mình sẽ quay trở lại với dáng tiếp theo và mình sẽ là người đi trốn nha các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ là Angela Baby đi trốn rồi các bạn ơi. Phương hai 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 kia đang đi kiếm mình các bạn ơi. Đi kiếm tính là mình đứng yên luôn các bạn. Ôi, mình sẽ chỉnh như thế này để mình có thể an toàn ở trong khu rừng mà ám. Đã đến giờ đi kiếm. Đã đến giờ đi kiếm. Ôi chết rồi gà ơi, tao sợ lỡ xài á. Hai thanh kiếm rồi, thôi giờ quên. Cái này không quýnh lụi được đâu, đừng có quýnh lụi. Trời ơi, chơi mà khó vậy không cho người ta lụi sao mà đánh trắc nghiệm vậy? Mình lụi bằng tay được không ta? Lụi bằng tay thì sao chết được? Lụi bằng tay không chết. Nhưng mà nó vẫn hoảng ha. Hoảng. Ờ đúng rồi, nếu mà đánh bên này là nó hoảng. Ôi, nó không hoảng. Mở cả ơi. Bảy tỷ. Anh chạy là bắn pháo hoa. Anh chạy là bắn pháo hoa. No. Ủa có trong này, ủa trong này không có. Ủa hình như bắn pháo hoa này mà không nổ á, em không có nghe được đâu. Ờ đúng mà không nổ. Đâu em nghe tiếng mà, em nghe tiếng được cái kiểu cái tiếng. À cái tiếng bắn lên đúng không? Đúng rồi, như hồi nãy anh bắt Taylor đó. Angela Phương Trinh. Taylor lời có nghi ai thì hãy bảo ta cầm kiếm chặt một cái cục chân luôn. Phải thôi. Bạn tôi kinh gì bạn, kinh gì vậy bạn? Chơi game thôi mà chỉ cục chân cục tay chứ mồm mày trời. Cười ghê, chơi game mà cục xúc quá hà. Có phải đây không ta? Có phải đây là Angela Baby không? Angela Phương Trinh. Anh đâu rồi ta? Cái mép này hơi rộng quá ha. Rộng đúng quá. Rồi. Chúng mình có bật chat không ta? Có bật chat, có đó. Thôi tắt chat đi để tụi em bày kế hoạch. Để tắt chat. Tắt chat chơi chỉnh lệnh đi. Không để từ từ chat. Comment only. Rồi. Anh chỉnh là comment only rồi, là em chỉnh comment là anh sẽ thấy. Comment only. Rồi. Angela Baby. Các bạn ơi, rồi. Các bạn thấy mình đi như thiệt không các bạn? Rồi. Các bạn nhớ gọi là comment ở phía dưới ra. Nha. Đâu. Ôi nó hiện đi cái đồ ơi kia, che đâu rồi? Gì? Nó hiện cái chữ này cái bắp ngồi chứ. Ủa? Cái đấy ở đâu? Chắc chưa, hiểu chưa? Hiểu sơ sơ mà, nhưng mà cái đấy nó nằm ở đâu? Ở trong. À! Đó. Cái gì? Ở cái gì vậy? Ủa? Ôi đồn. Ủa? Đâu rồi ta? Ê hi, không lừa được anh đâu. Anh biết tụi mày muốn làm cái gì rồi. Tụi mày kiếm con mắt của anh đúng không? À, sao vậy? Thề, không ăn gian, không ăn gian. Các bạn chỉ còn 1 phút 22 giây nữa thôi. Nãy giờ Angela chưa bắn pháo bông đó nha. Nãy giờ Angela hình như quên pháo bông. Ok bắn đi Angela. Từ Angela mới bắn được. Angela phải an toàn. Ôi, hướng này. Hướng đó. Ồ, một trong ba đứa này. Úi, sao nhiều vậy? Còn 54 giây. À đây, ra. Đâu tay lại đây đâu. Tao bơi. Không chơi vậy nha. Đây, chạy đi, con này nè, giết theo. Trời biết vậy, đúng rồi. Mày bị sao vậy? Angela Baby. Angela. No. Ok các bạn thì mình sẽ quay trở lại với dáng tiếp theo và gà sẽ là Angela Phương Gà. Ok và mình đã quay trở lại với dáng thứ 3 rồi các bạn ơi. Lần này tô gà Angela sẽ là người phải. Ê
Ơ chơi mà test bằng tay được luôn à? Ờ à, đây mình chơi mà chơi test bằng tay. Không mình chơi test tay được không? Có chơi gì không? Chơi gì ăn gian quá. Tay thấy nó công bằng hơn, nó công cứng. Test tay ăn gian lắm. Ok. Chúng mình đừng có bật chát nghe. Bật chát rồi. Ủa bật chát gì hả? Đừng có đọc cái gì hết nha. Ok. 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 Đâu rồi ta? Angela Baby đâu? Em đang đừng có nói mà đừng. Không chị. Angela Baby ở đây đúng không? Angela Baby đâu rồi? Baby ở đâu rồi? Angela đừng mắt ra coi coi. Ê. Không phải này. Đây 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 đây, Angela đây nè, Angela nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Không phải. Dính nhiều bánh bè á. Thề đừng có xạo. Ý là sợ kiểu thôi nha. Không tính đâu. Ok Angela. Phải là Angela đây không? Không phải đâu. Phải luôn hả? What the hell Angela. Ok. Ở đâu rồi? Angela Phương Chính đó rồi. Angela. Đâu 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 đâu. Tờ lơ. Đâu gì đâu gì. Em đâu biết đâu em. Đây không? Đây không? Phải không? Này con mắt không? Ủa, mọi người đâu rồi? Không phải. Quan trọng là à, thằng này đánh lạc hướng các bạn à. Rồi cho nó một bóc một xu hồi sinh từ bên kia qua các bạn ơi. Chơi gì mới có 2 phút mà chết rồi. Thua rồi. Lừa được MK à, sao kỳ vậy? Hay à, lừa được anh luôn. Mình nhắm mắt ba mình đi trốn cái nha. Nhắm mắt 2 A cộng A. Để khỏi đập block các bạn. Khỏi đập chúng ơi. Đi trốn đây. Hết mọi người tìm được nghe chưa. Các bạn có biết là gà là chùm chơi dở mà nhiều chơi chơi nhiều mạng không? Chơi siêu dở mà chơi cực kỳ nhiều mạng các bạn. Có hoa đâu ra vậy? Phải không? Không phải. Trời ơi. Ôi da, chết. Ngứa tay chết rồi. Ngứa tay quýnh hư một độ bền của kiếm các bạn ơi. Còn 2 phút nè, cố lên. Rồi luôn. Ủa sao giết con cù vậy? Thích thì mình giết thôi. Anh trên là bấy bì bắn pháo bông đi. Bắn đã gì đang đứng ở trong tầm mà ai mà bắn trời. À, bên này, đây, đây, không giết đây nè chỗ anh này tôi ba đi anh không rồi. Anh không giết nó nhưng mà anh dí cho nó chạy vòng vòng nè. Hey quá. Chơi gian lận cái gì chơi đúng dở luôn bạn thì ok đó là tụi mình đã kết thúc 3 ván game ở đây rồi thì nếu như bạn nào thích tụi mình chơi tiếp tục những cái gì nữa thì các bạn nhớ comment ở phía dưới cũng như là để lại trên tường một like một share như một đăng ký để ủng hộ cho tụi mình nhé. Còn bây giờ có lẽ mình sẽ tạm dừng clip đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip kế tiếp nha. Bye bye.